món bò dừa nướng nha, mình cần là hai cái trứng gà. Mình quậy cái trứng này lên cho nó hơi tan ra, nó còn quậy nhiều. Bây giờ mình cần như đây là 1 phần 2 cup nước cốt dừa, 1 phần 2 cup nước cốt dừa. Giờ như đây là 20 gram butter, để hỗn hợp này cho nó đều. Nhớ quậy một chiều thôi nha. Bây giờ mình đâm vô đây là 150 gram bột gạo. Bột gạo nha, 150 gram. Còn như đây là 60 gram bột năng. Bột năng 60 gram. Còn như đây là 3 gram muối. Còn 5 gram bột mỡ. Còn ở đây là 30 gram đường. Đường mình chọn đều hỗn hợp mình lên. Bây giờ mình múc bột, mình rây vô trong cái phần trứng với lại nước cốt dừa ở đây nha. Mình gọi lên. Mình không có cho vô một lúc nha, để cho cái bột nó mịn. Rồi sau khi mình cho hết cái phần bột này vô, bây giờ mình cho một gói vanilla nha, cho nó thơm. Giờ mình quậy đều lên. Nhớ là quậy một chiều thôi nha, đừng có quậy hai chiều. Mình quậy như vậy á phải là 5 phút. 5 phút rất là mỏi tay nha. Mình quậy một chiều thôi. Phần bột này sau khi mình đánh được 5 phút rồi, nó sẽ có hơi cái bong bóng nổi lên vậy là được nha. Rồi mình bây giờ mình ủ bột nửa tiếng rồi mình đổ bánh nha. Cái bột này mình chỉ cần ủ nửa tiếng là được rồi, không mất phần gì. Rồi bây giờ mình đậy vô. Mình còn cái khăn kín đó, mình phủ nó lại về, mình để vô một góc nửa tiếng. Trong lúc mình đợi cái bột á thì mình đi làm cái nhân nha. Mình cần là 200g sữa tươi không đường. Mình cần trong đây là 200g sữa tươi không đường nha. Tươi không được. Mình cần vô đây là 100g kem tươi, whipping cream, kem tươi. Mình cần vô trong đây là 100g kem tươi. Mười gram bơ. Rồi bây giờ mình cho cái hỗn hợp hồi nãy nhé, sữa đó mình bỏ lên bếp mình làm cho nóng nha. Làm nóng thôi chứ không có để sôi nha. Làm nóng cho nó nóng thôi. Rồi bây giờ mình cần hai cái lòng đỏ trứng gà. Mình lấy lòng đỏ thôi. Rồi mình lấy hai cái lòng đỏ trứng gà ra. Rồi bây giờ mình đâm vô trong đây là 15g đường nha. 15g đường. Rồi bây giờ mình đánh cái hỗn hợp này lên, gồm với trứng với đường. Mình cần cho trong đây là 20g bột bắp, 20g bột. Rồi bây giờ mình trộn đều hỗn hợp này lên. Rồi cái nước sữa tươi với lại kem tươi nó hơi nóng nóng rồi nè. Đó, bây giờ mình múc từ từ mình cho vô trong cái phần trứng này. Rồi bây giờ mình cho cái hỗn hợp này lên trên bếp mình nấu cho nó đặc lại. Ở trong đây gồm có sữa với trứng.
mình đứng đây mình quậy nha, mình không có bỏ đi nha, đến khi nào mình nó đặt lại là được. Đó, bây giờ phần kem nó hơi đặt lại, bây giờ mình hạ xuống lửa medium nha, mình cứ quấy nhà đến khi nào nó có độ đặc mình mong muốn là được. Đó, đặt rất là lẹ nhưng mình phải đứng đây mình quấy nó bị. Mình quậy cái này khoảng thêm 5 phút hoặc 10 phút tùy theo cái độ đặc mà mình muốn là được. Mình nhớ hạ lửa xuống medium nha, không có để lửa lớn, chỉ có lúc đầu mình để lửa lớn thôi. Khi mà thấy cái bột nó đặc lại đó thì bây giờ mình mới hạ xuống lửa medium mình quấy. Nhớ là phải quấy hoài như vậy. Khi mà nó có độ đặc như mình mong muốn rồi đó, bây giờ mình tắt bếp. Tắt bếp rồi sau đó mình mới cho chút xíu vanilla vô nha. Khoảng 1/4 teaspoon thôi, chút xíu thôi. Đó. Rồi mình quậy lên. Nhớ là tắt bếp mình mới cho cái vanilla nước này vô nha. Còn nếu mà mình xài cái vanilla bột cũng được, nhưng mà phải tắt bếp rồi mới cho vô. Rồi bây giờ mình khuấy đều xong rồi mình cho ra chén. Rồi bây giờ mình cho ra chén nha. Phần kem của mình rất là mịn. Như bây giờ mình cho ra chén rồi mình để nguội. Mình để nguội thì nó sẽ đặc lại hơn một chút nữa. Rồi bây giờ mình đi mình xin dừa nha. Cái son mình làm cái chén này mình cứ rửa đi nha, để mình xin dừa nó cho nó thơm. Mình cần là 200g dừa sợi, dừa bào sợi á, dừa non bào sợi. Cho vô đây, cho vô luôn cái son mà mình làm cho dế hồi nãy đó để cho nó thơm. Và bây giờ mình cho vô đây là 1 tablespoon cái cay dế hồi nãy mình vừa mới làm xong đó, cái cay dế nó còn nóng á, mình cho vô đây 1 tablespoon. Rồi mình cho vô đây là 1 teaspoon sữa đặc. Rồi bây giờ mình bỏ bếp lên mình xem dừa nha. Mình cứ đảo đều như vậy cho cái dừa nó đặc lại, nó quyện vô trong mấy cái khay dế với lại cái sữa đặc đó là được, nó mềm ra là được. Mình xem đến khi nào mà mình thấy nó quyện ra nhau như vậy là được. Đó, cái dừa nó quyện ra như vậy là được. Đừng có để khô quá, ăn nó bã đó nha. Nó phải còn ướt ướt, xinh ướt. Đó, nó phải ướt ướt như vậy. Rồi nó quyện vô như vậy là được. Cho dừa vào chén cho nó nguội nha. Sau khi mình làm phần dừa với phần cá dế xong rồi, bây giờ mình quay lại phần bột và mình đi đổ bánh nha. Bột này làm đổ được nửa tiếng hoặc là 45 phút. Đó, bột rất là mịn, thơm, thơm lắm. Nó không có lỏng mà nó cũng không có đặc nha. Nó lỏng lắm mà mình bỏ bếp lên nha. Rồi bây giờ mình quét bơ lên. Mình nhớ quét lên trên cái thành của cái son, mình xài cái son nhặt đó. Cái nào mà nó có cái thành cao lên đó, mình nhớ quét lên hết đều. Mình đừng có quét nhiều quá nha. Đó, cho nó đều hết cái thành của cái son là được. Rồi bây giờ mình cho lên bếp. Cho cái son nó thiệt là nóng rồi mình mới cho bột vô nha. Cái son nó mình bắt đầu cái dầu nó cái bơ đồ nó sôi sôi lên như vậy nên là mình cho bột vào, mình múc một muỗng bột mình cho vô. Rồi lúc nào mình chán nha, mình để lên bếp mình chán lên cho nó ra cái thành, nó có cái thành đó. Mình muốn biết cái bánh cái thành nó cao bao nhiêu thì mình xoay nó bấy nhiêu đó. Mình hạ lửa xuống medium mà mình đậy nắp vô nha. Đó rồi bây giờ mình thấy cái thành bột nó hơi xe lại đó, bây giờ mình phải quét thêm một chút xíu bơ lên trên cái phần vỏ bánh để cho nó chóc ra nha, nó như vậy.
đó, nó đã chóc ra là mình bôi lên là nó chóc ra nè, đó. Đó, cái bánh nó vàng là được, cái bột nó khô lại là được, cái độ vàng đó là tùy theo mình muốn nha. Đó, nó chóc ra chứ nó không có dính nữa, cái bột trong đây nó khô là được rồi. Đó, bây giờ mình lấy bánh ra, đó rất là đẹp, cái thành dày, đó như vậy là được rồi đó. Làm lại nha, bây giờ mình pha butter lên, đó như vậy, mình pha lên cái thành như vậy. Đó. Rồi mình để cho cái chảo này nó nóng, úp vô, mình mở lửa lớn lên, đó, lửa lớn nha. Rồi khi mình thấy cái butter nó sôi ở trong đây rồi, mình múc một cái muỗng bột mình cho vô. Rồi bây giờ mình cho lên bếp, mình xoay theo cái nồi của mình, cái thành mình muốn cái thành nó cao bao nhiêu thì mình đổ cái thành nó cao bấy nhiêu, mình chán như vậy đó, mình cứ xoay vòng vòng như vậy, mình chán lên trên cái thành rồi nó như vậy, thấy chưa, rất là dễ. Rồi mình đậy nắp vô thì mình phải hạ lửa nhỏ nha, lúc này mình phải hạ lửa nhỏ xuống medium. Rồi khi mà mình thấy cái thành nó hơi xe xe lại đó, bây giờ mình cho butter lên cái thành nhập bánh đó, mình khựa ra như vậy, nhớ nha, mình phải khựa ra như vậy nha, đó nó sẽ bung lên, nó bung lên đó, nó bung lên như vậy, thấy chưa. Rồi mình đậy nắp lại, mình nấu như vậy đến khi nào mình thấy cái bột á nó hơi không có ướt nữa là được. Rồi cái bánh này sau khi mình để 2 phút rồi, bây giờ mình coi bánh nha, đó cái bột trong đây nó khô nè, nó khô rồi, cái độ vàng của nó chóc ra như vậy đó, cái độ vàng của nó là tùy theo mình thích nha, đó như vậy là được rồi nè, nó không có cháy. Rồi mình lấy ra, mình bỏ lên trên cái rác để cho nó nguội. Cuốn bánh nha, bánh này mình làm xong một lớp, bây giờ mình cho một muỗng ca vé vô, mình vàng cho nó đều ra, nó đặt lại á. Rồi bây giờ mình cho lớp dừa lên, mình muốn ăn nhiều dừa thì mình cho nhiều dừa, mình ăn ít, mình cho ít rồi mình mới ập cái mặt kia lên. Bánh rất là giòn, ngon lắm, thơm. Đó, nó sẽ nằm gọn như vậy, rất là đẹp, rất là ngon. Đó. Rồi bây giờ mình ăn mình phải cắt ra nha. Còn nếu mà ai muốn ăn nguyên cái thì cạp luôn. Đó, mình cắt ra, mình chia làm tư rồi làm đôi, đó nó là như vậy, đó rất là ngon. Đó. Nở rất là đều và đẹp, rất là ngon. Giờ mình ăn thử nha. Ngon lắm, rất là ngon, béo thơm, rất là vừa ăn, không có ngọt đâu, nhà mình không ăn ngọt. Món này là hồi mình đi học á mình ăn.